bị chết cái tế chân châm còn kẹp nóng sống bọ còn làm xong phải rẽ trâu cá miên được chìa sống bọ còn làm sống bọ con trả tớ chân châm bán một rồi bảo sống bọ còn lán đồng rầy tức rứ con tình nớ chân châm bán hai sập bảo sống bọ còn lán đại miền con và mũi chân châm bán sam sập bảo sống bọ còn lán thòng đá đại miền con bún chân châm bán một hệt bảo sách cơm cơm cành trái còn cái bút chấm nấy còn cái rứ trái ẩn đánh nâng thạc đã trong này vị thí thua cần lãnh trên trầm rốt cần lãnh trên trăm còn cạp trâu quần lứ bre ạc tịch chia bạc trầm prác sạch cớm một cáo trọc cầm ra đọc rám xong thì mệt bần tọc mốt dốt cần trái một cáo trọc tây bàn dụng thơ mô tối lạt lạt chả trót bị lỡ cành trái cầm ra phạm bí xong tìm mệt dốt còn lán một đại trực thân nặng chồng nuốn bấy còn làn dốt côn bút còn cái mốc chân chậm dốt cành trái một cốt bị lỡ đàm bấy cầm ói còn cái lột chành cả ói chồng này trái chùm nấy trái ẩn đàn gọp thống ôi còn kẹp xì rồi bếp rất là nghiệt đòi đạt thác chón cồng chùm nấy bình thám anh ôi trọc cuốn để hát lập ớt ôi riêng rõ bí thang anh đòn đạt tức chón tì mùi nâng tì bí hãy trâu bình chồ tực thầm mấy riêng rõ bí thang anh đòn liên còn lán nâng úp và có ít át liên đòi tức át rứ tức tại sao không một cái phải trừ bà lớn bình cháu xa lọt ôi còn cảm xí chia chùm nay bằng thèm đói đã ông phú nổi lỡ con làm lục phút còn cáp ai lục tình bán tạm cãi sự than tù tù rồi dạ phế lý ca trình chồng rồi hát bị khái ai bảo mối phó bằng hời.